Hello, hello, Dạ em xin mến chào quý vị nha. Mến chào đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Em mến chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì bữa hôm nay em có một cái mẫu chuyện cười muốn xỉu quý vị ơi. Đừng dừng lại, cười thuộc quần. Cái câu chuyện này tại sao lại có cái tiêu đề bá đạo đến như vậy? Thì em mến mời quý vị cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn này nha quý vị. Thì lời nói đầu tiên xin cho em cảm ơn anh trai ở bên Mỹ đã yêu mến cái kênh kể chuyện của em và viết tặng cái câu chuyện xin anh đừng dừng lại này. Thì cảm ơn anh trai rất nhiều và em mến chúc sức khỏe đến anh và chúc quý vị có những giây phút vui vẻ khi nghe cái clip vui của em nha quý vị, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cho nên là ngày hôm nay em muốn gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Bây giờ em không làm mất thời gian của quý vị nữa nha, mình cùng vào nghe cái câu chuyện vui của em nha quý vị. Thì có một cái chuyến bay, ở trên chuyến bay này thì có ba cái người đàn ông này. Một anh thì người Pháp, một anh thì người Italia, người Ý đó quý vị, và một anh người Mỹ, ba anh chàng trên một chuyến bay. Thì ba người đàn ông trong một cái chuyến bay ngồi gần nhau thì họ cũng nói chuyện về gia đình, nói chuyện về vợ con một cách vui vẻ. Thì bất ngờ anh chàng người Pháp coi như là đang cũng có vài ly cốc tay trong người, cái người nó cũng hơi hơi ngà ngà xỉn á, thành thử ra mới tâm sự cái chuyện vợ chồng của ổng cho mấy ông này nghe luôn. Thì anh người Pháp ảnh mới tự hào, ảnh mới khoe rằng: "Tôi chẳng giấu gì các anh, tôi có một cái cô vợ, vợ tôi rất đẹp. Và đêm hôm qua tôi đã làm tình với vợ tôi được 4 lần." Trời ơi, mấy người kia nghe nó 4 lần xong người ta mở mắt to ra: "Thiệt không?" "Thiệt chứ, 4 lần đối với tôi là bình thường. Và sau đó thì cô vợ của tôi đã làm cho tôi một ly nước trái cây. Và cô ấy thỏ thẻ bên tay của tôi nói rằng, khen ngợi anh là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Trời ơi, vợ của tôi khen tôi nức nở luôn. Thế còn anh thì sao?" Anh chàng người Ý nghe vậy thì mới kể cái chuyện vợ chồng của ảnh cho hai ông này nghe luôn. Sẵn rồi, lỡ rồi, đàn ông mà, cứ người ta kể thì mình kể chứ có gì đâu ngại. Ông nghĩ ông mới nói chứ: "Tôi thì chẳng giấu gì các anh, tôi làm kinh doanh. Cho nên là ba má tôi có lấy vợ cho tôi á, giống như là tôi thì cũng có một cô vợ đẹp. À, thì tôi tối hôm qua tôi với vợ tôi làm 6 lần. Là ân ái 6 lần nha quý vị." "Rồi sao, rồi vợ anh nói gì?" "Vợ của tôi là sau đó thì cô ấy làm cho tôi một cái ổ mì ốp la ngon tuyệt. Và cổ thỏ thẻ bên tay tôi, cổ nói rằng anh là một người đàn ông rất là tuyệt vời." Đó, cổ khen tôi là một người đàn ông, tôi nói số 1, number 1 đó quý vị. "Thì thế còn anh thì sao?" Hai người đàn ông Pháp và Ý đang chờ câu trả lời của anh chàng người Mỹ. Anh chàng người Mỹ này, anh nói: "Tôi cũng có một cô vợ. Thì tôi là tối hôm đó thì tôi với vợ tôi làm có một lần à." "Hả?" Trời, họ cười ngạo nghễ, họ nói: "Trời ơi, nhìn anh người Mỹ tướng tá ngon lành vậy mà sao làm có một lần à?" "Ừ, tôi làm có một lần à." "Rồi sao, rồi sao đó, vợ của anh có nói gì không?" Cô ấy nói rằng: "Xin anh đừng dừng lại." "Đừng có dừng lại, làm hoài luôn." Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã nghe cái câu chuyện vui của em. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.